Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn quay trở lại với channel của mình. Ở đây có rất nhiều con vật bị dính bùn màu xanh lá cây nha. Hôm nay mình sẽ thu thập chúng để đem đi rửa sạch nha. Đầu tiên mình sẽ sưu tập cái trò đầu tiên nha. Đây, các bạn xem, đây là bùn màu xanh này. Mình sẽ cầm chúng để đi rửa sạch nha. Ok, Woody Woody một cái nè, tiếp tục nha. Hai, con vật bé tí xíu nha. Ba, tiếp tục nào các bạn ơi, cùng theo chân mình đi rửa sạch nha. Ok, con gì có sừng đây? Ok, wow, một con vật bị dính bùn màu xanh lá cây nữa nè. Ok, tiếp tục nha, các bạn đoán được con gì không? Ok, vẫn còn rất nhiều con vật bị dính bùn màu xanh lá cây nha. Mình sẽ đem chúng đi rửa sạch nha. Ok, còn nữa này các bạn ơi, con gì đây? Các bạn đoán được không? Ok, tiếp tục nha, con gì có lưng gai này? Đó, ok, con này mồm há rất là to nha, bạn đoán được con gì không? Ok, tiếp tục nào các bạn ơi, còn con gì đây? Đó, tiếp tục nào, con cuối cùng đây, đây là con cuối cùng của chúng ta nha. Ok, chúng ta sẽ đem tất cả đi rửa nhé các bạn nha. Đem cho mình nào, 2, 3. Wow, lại là chiếc chậu xanh rất trong của mình. Mình sẽ tiếp tục đi rửa những con vật này nhá. Ok, đây này, bùn màu rất là nhiều nhá, bám đầy trên con vật này luôn. Mình sẽ rửa sạch con nào là con vật này nhá. Các bạn thử xem đây con vật gì nào. Wow, đây là một chú thỏ xám nha. Đang rabbit. Tiếp tục nha. Wow, đây là một chú trâu nha. Buffalo. Ok, con vật gì đây? Wow, đây là một con bò sữa nha. Ok, tiếp tục nào, mình sẽ lấy con này mình rửa nha. Bạn đoán xem có gì nào. Wow, đây là một chú ngựa vằn nha. Ok, sẽ lấy con này mình đi rửa nha. Con gì mà hồng đây? Wow, một chú khủng long đầu bưu nha. Tiếng Anh dinosaur ping. Tiếp tục đi, tiếp tục nào, vui quá vui quá. Wow, đây là một chú khủng long bạo chúa nha, màu đỏ nha.
tiếng Anh là T-Rex. Rex. Ok. Con vật nào nào, các bạn đoán xem mình lấy con vật nằm giữa nào đây. Chính là con vật bé xíu này. Wow. Đây là một chú gấu con màu đen nhá. Tiếng là bia. Tiếp tục nào, con nào há mồm rất là rộng, các bạn đoán được chưa? Mình cùng rửa nhá. Wow. Đây là một chú hà mã mồm rộng này. À, rất là to. Ok. Tiếp tục nào. Con vật gì đây? Wow. Đây là một chú khủng long lưng quạt nha. Có màu nâu nha. Ok. Hoodie. Tiếp tục các bạn ơi. Con vật gì nào? Wow. Một chú gấu Bắc Cực nha. Ok. Tiếp tục nào. Con vật gì đây? Wow. Đây là một chú mèo hai màu nhá. Ok. Chúng là cats. Tiếp tục nào các bạn ơi. Wow. Đây là một chú cá sấu nhá.